mọi người, chào mọi người trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin hướng dẫn các bạn làm một cái máy sạc pin dự phòng và tích hợp thêm chức năng là máy đánh lửa. Thì một số dụng cụ cần chuẩn bị, một số linh kiện cần chuẩn bị này. Thứ nhất là một mạch sạc pin dự phòng 2 pin. Đây, mạch gồm một cổng micro USB và một cổng USB để sạc vào. Thứ hai là hộp nhựa. Hộp nhựa 100x70x35. Pin UltraFine 18650. Loại 4800mAh, 3,7V. Và cái không thể thiếu đó là module tăng áp 50kV, loại hay còn gọi là máy đánh lửa đây. Và một số linh kiện khác như nút nhấn đề, công tắc bập bênh, dây điện và cặp đồng, ốc vít. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành khoan để cố định các cái đầu sạc này, công tắc này và nút nhấn vào cái mặt này. Thì ở đây mình đã khoan các cái lỗ để cố định nút nhấn này, công tắc này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cố định nó. Đây, sau khi cố định thì mình được cái vị trí như này, công tắc này, nhấn này. Thì bây giờ mình sẽ khoan hai cái lỗ ở bên đây để lắp hai cái cầu đồng nhằm tạo ra cái máy, cái đầu đánh lửa. Cái đầu này thì các bạn nên để cách khoảng 2cm. Sẽ như này. Bây giờ mình sẽ tiến hành đấu dây. Đây là pin này. Mình sẽ đấu dây cho pin trước. Pin và máy sạc dự phòng. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành liên kết các cái linh kiện này với nhau. Đây thì sau khi mình kết nối đây, các bạn chú ý nhé, đây là chân âm này. Chân âm là cực âm của pin, âm của module là dây màu xanh.
cực dương này, dương này, vào cực dương của pin này, ra một chân của công tắc và một chân còn lại của công tắc sang nút nhấn, sang chân này của nút nhấn, một chân còn lại của nút nhấn vào cực dương của mạch của máy đánh lửa. Thì ở đây mình đã kết nối đầu ra của máy đánh lửa hai dây này ra hai cái cộng đồng. Thì bên trong mình sẽ bắn kêu lên. Bây giờ mình sẽ bật công tắc để test thử. Ok, bây giờ mình sẽ lắp vào hộp. Rồi, thì sau khi cố định pin và cái mạch vào hộp ở đây thì mình sẽ test cho các bạn xem. Này, bật công tắc về chế độ on này. Đây là chế độ là cái công dụng là đánh lửa. Sạc pin điện thoại à. Đó, điện thoại đang sạc này. Đang sạc. Rồi. Thì khi sử dụng hết pin thì các bạn có thể sạc vào cái cổng micro USB này. Rồi, bây giờ mình lắp vào, lắp vào hoàn chỉnh. Thì trên đây nhóm vừa hướng dẫn các bạn làm một cái mạch sạc pin dự phòng. Đây, mạch sạc pin dự phòng. Và có thêm chức năng là máy đánh lửa. Đấy. Thì các bạn lưu ý là không nên lạm dụng cái máy đánh lửa này để gây tổn thương cho người khác. Thì video của nhóm đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.